Xin chào cả nhà nha. Hôm nay nhóm của mình trong lúc chờ đợi rút tát khô nước hầm rồi mình nấu cơm ăn cả nhà. Mình rút mình chờ đợi lúc mà đang rút nước hầm nè để mình bắt cá đó. Được chưa? Giờ mình nấu cơm ăn. Được chưa? Lắm rồi. Ở đây mình nhóm lửa bằng bọc cả nhà. Đây mình nấu cơm ăn thì mình mua xương nè, cái mình nấu với bí đao, chứ mình có mua mớ khô cá hú nè cả nhà, mình chia nha. Cái khô cá hú này làm rất là vừa ăn luôn nè cả nhà. Đây mình hái được hai trái bí đao, mình nấu canh với khô này. Ê, mình nấu canh với xương nè. Còn cái khô này thì mình mua. Khô này có cái chị ở gần nhà chị bán á. Rất là vừa ăn luôn. Ai có cần mua liên hệ với mình nha. Ăn rất là ngon luôn nha. Giờ mình cũng đang bắt nồi nước lên để mình nấu canh. Xem video nếu thấy hay, xin cả nhà hãy để lại một like, một đăng ký để nhóm mình có nhiều động lực ra thêm nhiều video hay hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn cả nhà. Cá lòng mình nấu cái này cho đơn giản cho nó mau cả nhà. Mua xương mình hầm với khô thì ta làm sẵn rồi, mình chỉ chiên lên là ăn thôi à. Khô rất là ngon, chắc gì vừa ăn luôn. Ai có cần mua khô có hú thì liên lạc với mình nha. Mình cũng nêm gia vị vô trong cái nồi canh luôn cả nhà. Mình nêm chút muối, đường, bột ngọt với chút cà no vô trong cái nồi canh luôn. Rồi cái nồi nước sôi thì mình thả xương heo vô. Rồi nước cũng sôi rồi mình bỏ xương heo vô cả nhà. Thank you.
gì đây? Bây giờ xương cũng đã chín mềm rồi cả nhà. Giờ mình đổ bí đao vô. Đây nồi canh mình nấu cũng chín rồi cả nhà. Bây giờ mình nhắc qua bên đây để mình bắt đầu mình tiếp tục mình chiên cá, mình chiên khô. Giờ chảo cũng nóng rồi, mình để dầu vô mình chiên khô. Này mình để miếng hành vô. Cá mình chia rồi nè cả nhà. Dạ khô. Hôm nay nhóm mình trong lúc chờ đợi rút nước cho nó sôi khô cái hầm á cả nhà, để mình bắt cá lên á, thì mình cũng nấu cơm ăn. Nấu đơn giản cả nhà. Mua khô cũng khô có hú này nè, sao trước mình cũng có ăn khô có hú đó. Tại khô này cái chị ở xóm này chỉ làm bán ăn rất là vừa miệng ngon. Với mình mua xương, xương heo mình nấu với bí đao. Rồi mình cho anh em ăn no bụng rồi bắt đầu nước rút rồi bắt đầu xuống bắt cá cả nhà. Dạ, anh em cũng đói bụng rồi cả nhà, giờ này cũng chưa rồi. Rồi nhớ mình ăn cơm cũng mời cả nhà cùng ăn cơm chung với nhóm mình đi nha. Hay là nhảy đầu dướng. Đây hôm nay có thành viên mới nha cả nhà. Ở 3 giờ hay gì? Bắt 4 giờ đi. À, đúng rồi, đánh rồi xong. Đánh rồi chạy xuống liền. 3 giờ đi, 4 giờ có phụ vô quay.
Đây chiêu mộ thành viên mới nha cả nhà. Đây anh nhanh nhất lên coi anh nhanh. Ở nhóm ở nhóm mà là tạo đẹp 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 đẹp, đẹp không nha cả nhà. Lộng dưới lá luôn. Không cao quá. Không trong đó có ta đó. Vui nha cả nhà, vui nha. Lộng dưới lá xuống môi không. Mình nói chơi vui thôi nha cả nhà. Cái trà mà nằm thì nó rộng nó lớn. Nãy cái ông xảy nó luôn à? Cái trời xảy à? Mới trời hết trời. Trời ơi, cái chơi tôi biết cả ông nó bẻ tay cái một cái đi rồi. Mạnh lắm. Đây nữa, cắt ra bị nữa. Nhỏ gắt nữa. Chưa, nó nằm nữa. Gần tát đây. Gần tát lắm. Cái nhỏ không mẹ thải rồi mẹ phải thải rửa lại thải bỏ nhau không thải này cho nó rộng rồi cho nó lắp nữa bỏ những cái của thải rồi mấy con nhỏ học cái gì đó con gà nó bảo đảm thật để nó ngủ ngoài mưa không à ngày đi ngoài mưa để cho luôn để thôi hả hai con gà hai con tấn lên đẹp luôn đừng gà nữa rồi quá nhiều cho bạn nuôi người bán cái kia cái máy rồi nuôi đi cái nhật bán giờ cái nhà đó sao nuôi nhà ngoài hả nhà trước ở ừ. Nhà trước đó để nhà trước đó ừ sao nuôi mà bán phụ ơi ở trên nóc là tôi hàng sắt không á thôi nó mới vậy từ mười mười mấy gạo rồi giờ nó sinh sản nhỏ gì nó luôn mới của người á bảy người đó mà mai tầm rẻ trời. Trời ơi, mấy con chó hả nó gặp nó guồng dữ lắm mẹ ơi. Mấy con chó nó guồng gà dữ lắm. Đó thấy không, mày thấy không, nó ban ngày nhốt mấy chó vô mới thả gà đó. Chứ mấy nó guồng dữ lắm. Sao mấy chó nhà tao sao mà nó gặp gà sao mà nó quá quá trời nó nốt phái rồi. Con quắc là con quắc. Giữ ăn gà phải. Ăn thịt nhiều vô đây chiều mình bắt cá là mình ăn cá. Hai mình trái hai mình lại không. Đi em cứ ngoài Vĩnh Quân. Trời đất mẹ có gì trong vô chín đồng ba trái trơn vậy. Dạ yeah. Chính đồng ta trái một cái một cái chăn đám cưới con hay quẹ á. Thắp đèn mà đi mua thịt khách thì là phải ăn khắc. Phải không? Đám cưới Vũ Dũng á. Mình chấm có tiền ta? Không. Là được kinh bình nãy nào?